Đây là đồng hồ thụy sĩ dòng cao cấp Golden House đến từ thương hiệu Rado có mã số 305. Size của đồng hồ là 37 cả núm, chưa tính núm là size 35. Đồng hồ automatic chạy tự động 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ. Ngay vị trí 12 giờ là logo hình mũi neo, logo nổi đến từ thương hiệu Rado. Và cái mũi neo này mình có thể xoay được. Phía dưới hình mũi neo là một viên đá ruby màu đỏ rất là đẹp. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Golden House. Và phía trên là logo hai cá ngựa, logo nổi và phía dưới là hàng chữ Quizmec. Bộ máy chuẩn xịn thị sĩ cho các bác sử dụng. Mặt số zin chưa vẽ lại, kim zin, núm zin, cọc số zin. Mặt số còn chải tia chiếu lấp lánh như vậy, cọc số nổi bắt sáng rất là đẹp. Mẫu đồng hồ này các bác đeo lên tay rất là sang, rất là lịch lãm, rất là xứng đáng để các bác mua về mình sử dụng và sưu tầm. Giỏ của đồng hồ lắc gây vàng còn đẹp xuất sắc như vậy. Góc cạnh của đồng hồ hầu như không có hao mòn theo năm tháng. Núm zin trên đồng hồ dập nổi hình mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Giỏ lắc cây vàng còn rất là bén cạnh, chưa hao mòn theo năm tháng. Mặt trải tia, nguyên bản nguyên zin hoạt động hoàn hảo, dòng cao cấp Golden House. Giá bán rất là mềm, chỉ có 6 triệu thôi. Mình đã sổ một cái đồng hồ chuẩn xịn thị sĩ đến từ thương hiệu Rado như vậy. Giỏ của đồng hồ lắc cây vàng còn bén cạnh như vậy. Những cái suốt trên cái giỏ của đồng hồ còn nguyên si, hầu như chưa có hao mòn theo năm tháng. Dì da đà điểu, dì da xịn làm bằng hay mát thủ công. Nói chung các bác ưng ý thì mình mua ngay để mình sử dụng thôi, chứ không có cái điểm gì để chơi ở cái mẫu đồng hồ có mã số 305 này cả. Và đây là nắp đậy mặt đáy của đồng hồ nè, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, logo hình cá ngựa nổi đến từ thương hiệu Rado. Và đặc biệt á, cái đồng hồ mã số 305 này có tới hai cái lớp đáy để bảo vệ bộ máy phía trong. Gòn zin trên đồng hồ còn đẹp xuất sắc như vậy. Đập vào mắt mình là hàng chữ Rado Quizmec. Đây, bộ máy còn đẹp xuất sắc, mới chăn chát như vậy. Rất là nhiều viên đá ruby nằm rải rác xung quanh bộ máy của đồng hồ. Giá bán rất là mềm, chỉ có 6 triệu thôi. Mình đã xung một cái đồng hồ còn đẹp xuất sắc, bộ máy chuẩn xịn thị sĩ đến từ thương hiệu Rado cho các bác sử dụng.